Trong đoạn livestream mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng tỏ ra giận dữ khi các nghệ sĩ trên từng gặp gỡ chữa bệnh ở chỗ ông Võ Hoàng Yên nhưng không lên tiếng khi vụ kiện cáo thần y lừa đảo nổ ra. Theo đó, bà Hằng cho biết bản thân rất ngưỡng mộ Hoài Linh, Thanh Hà, Kỳ Duyên. Vì vậy, khi vợ chồng bà lên tiếng tố cáo thần y Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo, bà Hằng mong muốn sẽ có thêm các tiếng nói khác từ những nghệ sĩ mà bà cho là họ từng làm việc tiếp xúc với ông Yên. Tôi nhờ họ lên tiếng cho tôi, dù tốt hay dù xấu gì thì cũng nói thay cho tôi một lời. Nhưng quý vị thấy không, họ vẫn im lặng, họ vô tâm, vô can, vô cảm, vô tình với cộng đồng, bà Hằng nói. Hiện tại, những chia sẻ của vợ ông Huỳnh Uy Dũng vẫn đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Phía các nghệ sĩ vẫn chưa phản hồi gì về những thông tin bà Hằng phát ngôn.